Chào anh em, mình là Hợp. Hôm nay mình sẽ trên tay một em Orient mới về. Và cũng lâu lâu rồi mình chưa làm video review, bỏ bê mất 3 đến 4 ngày. Tuy nhiên thì đợt này ICS đang có một cái dự án mới cho nên là nó cũng hơi mất thời gian một chút. Và hôm nay mình trở lại với anh em thì mình sẽ trên tay một mẫu là Orient dòng Symphony. Đây là Orient Symphony dòng mới được sản xuất lại năm 2017. Nó sẽ có những cái đặc điểm mới tốt hơn. Mình sẽ mở ra để anh em có thể thấy. Chiếc Symphony này của mình thì nó sẽ có là cái màu rose gold. Và em này thì sẽ có mã là FR27002B0. Một đặc điểm mới của dòng Symphony là các bạn có thể thấy là cái thiết kế. Thứ nhất là cái thiết kế của nó vẫn là thiết kế tối giản. Vì dòng Symphony của chúng ta thì thường là nó hướng đến cái đối tượng là sử dụng một chiếc đồng hồ nó rẻ một chút. Và với những chiếc Symphony này thì nó chỉ hơn khoảng 3 triệu một chút thôi. Và anh em có thể dùng chiếc này hoặc mua chiếc này thì cũng khá là dễ dàng so với những cái dòng sản phẩm khác của Orient. Các bạn có thể thấy là chúng ta sẽ có một cái mặt dial màu đen với bộ kim và cọc số thì bằng thép không gỉ và được mạ vàng rose gold giống với cả cái lớp case ở ngoài. Chúng ta có logo ở góc 12 giờ, chúng ta có lịch ngày ở góc 3 giờ và ở dưới thì chúng ta có cái dòng chữ Water Resist. Dòng chữ này hơi vô nghĩa một tí vì chắc là Orient không biết để cái gì vào đó. Theo mình nó nên để dòng chữ Automatic, nó sẽ hợp lý hơn nhiều. Cái mặt dial của chúng ta các bạn nhìn kỹ nó là mặt đen, tuy nhiên là nó cũng có cái vân trải tia cho nên là khi mà mình có ánh sáng vào các bạn sẽ thấy nó có những cái đường cầu vồng này rất là đẹp. Đó chính là cái hiệu ứng của cái vân trải tia Sunburst. Phía bên phải thì mình sẽ có một cái núm và núm này thì không có logo Orient. Và chúng ta sẽ có cái núm được khía ở hai bên. Chiếc này cũng không có cót tay các bạn nhé, vì nó là máy đời thấp cho nên là nó sẽ không có các tính năng như là cót tay cũng như là hiking stop. Phần bên thân, hai bên thân thì được làm mạ vàng PVD rose gold và nó được làm hoàn thiện bóng. Nhìn lúc đầu thì rất là đẹp, long lanh. Tuy nhiên là anh em dùng cẩn thận nên đề phòng tránh xước tối đa. Vì nếu bị xước thì chúng ta sẽ khó mà làm lại mới được. Phía đằng sau thì chúng ta sẽ có cái bộ máy. Và các bạn có thể thấy là với một cái dòng sản phẩm hơn 3 triệu mà Orient đã làm lộ máy rồi thì chúng ta có thể thấy là cái dòng sản phẩm này nó khá là dễ chịu và có đủ những cái tính năng mà chúng ta có thể mua được trên một chiếc đồng hồ sử dụng bình thường hàng ngày. Mình sẽ lắc để cho anh em có thể thấy là máy nó chạy. Đó, các bạn thấy là kim dây đã chạy rồi. Ở phía sau thì chúng ta cũng sẽ thấy cái balance wheel nó quay rất là tít. Máy này thì chúng ta sẽ có 21 chân kính và máy này là máy 4. Đây các bạn có thể thấy ngay cái mã máy này 48743 và máy này được sản xuất tại Nhật. Và với dòng máy này thì chúng ta có 21 chân kính này, 21.600 tần số dao động và cùng với đó khoảng 40 giờ tích cót. Các bạn có thể thấy những dòng chữ khác như là chống nước 50m này, cái serial number này và những cái dòng chữ khác như là Orient Watch Company Limited và chất liệu là thép không gỉ. Cái đáy ở phía sau của chúng ta thì là đầy xoáy và chúng ta sẽ có những cái khớp này để chúng ta xoáy ra. Đó. Đi kèm với em nó là một bộ dây da màu, bộ dây da công nghiệp màu đen. Và bộ dây da này được dập vân cá sấu, giả cá sấu. Phía trong thì chúng ta sẽ có cái da lộ. Da lộ này thì mới đầu rất đẹp nhưng mà chúng ta đeo một thời gian thì nó sẽ xấu hơn một chút. Và nếu như anh em nào mà nhiều mồ hôi tay thì nó sẽ rất là dễ bám mồ hôi ở đây. Cho nên là các bạn cũng rất dễ để phân biệt là cái dây mới hay là dây cũ. Đó. Đi kèm với bộ dây này thì chúng ta sẽ có một cái khóa xiên Orient. Đây là khóa xiên rất là thường gặp của dòng Orient. Các bạn có thể là thấy nó rất là quen thuộc, không có gì cả. Đó. Chiếc này thì nó sẽ có một cái độ chính xác thì nó sẽ vào trong khoảng tầm 10, hơn 10 cho đến 20 giây một ngày. Thì với cái độ sai số như vậy và với một cái dòng sản phẩm khoảng hơn 3 triệu đồng thì mình nghĩ nó là ổn, không có vấn đề gì cả. Còn nếu như anh em muốn nó chính xác hơn thì anh em có thể mua những dòng sản phẩm cao cấp hơn. Mặt kính của chiếc này là mặt kính Mineral Crystal và các bạn có thể thấy là mặt kính nó được làm lồi lên để sẵn sàng cho việc nếu như các bạn mà dùng có bị xước thì chúng ta vẫn có cái khoảng kính để chúng ta đánh bóng lại được. Đó. Đây là một cái thiết kế mà mình nghĩ là Orient cố tình làm như vậy. Đó. Chiếc Symphony này thì nó có cái size rất là vừa vặn và nó chỉ khoảng 40mm thôi cho nên là anh em đeo sẽ rất là thoải mái và anh em chỉ cần tay khoảng 15.5 trở lên là anh em có thể đeo chiếc này dễ dàng rồi. Anh em có thể nhìn kỹ hơn về cái mặt dial của em nó một chút. Đó, rất là đẹp.
chiếc đồng hồ hơn 3 triệu mà có độ hoàn thiện như vậy thì mình nghĩ nó rất là ok. Nó lại một sản phẩm đến từ Nhật Bản thì càng đem đến cái sự tin tưởng tối đa cho chúng ta. Rồi, trên đây là cái video giới thiệu mình giới thiệu về chiếc Orient Symphony Rose Gold. Cảm ơn anh em đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của ICS.